Xin kính chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục tham quan một trong những cái địa điểm tham quan về lịch sử văn hóa ở tại khu vực Tokyo này. Cụ thể đó là khu vực Asakusa-bashi, và chúng ta đến tham quan một trong những ngôi đền Jinja, đền thờ thần đạo rất nổi tiếng và cổ kính từ ngày xưa còn lại đến bây giờ, và được cải tạo cũng như là tu bổ, sửa chữa và duy trì để bảo dưỡng nét văn hóa của khu vực đền thờ thần đạo ở tại khu vực Tokyo này. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan cái khu vực đền này nhé. Ok, mời các bạn. Hình ảnh các bạn đang nhìn đây là hình ảnh của cổng đền của khu vực ngôi đền, đó là Torikoen Jinja, một trong những ngôi đền rất cổ kính được xây dựng cũng như là tồn tại đến ngày nay. Và những nét văn hóa sâu đậm ở trong khu vực ngôi đền này, chúng ta sẽ vào tham quan phía trong nhé. Rồi xin mời các bạn chúng ta sẽ đi vào trong phía trong tham quan khu vực ngôi đền Torikoen Jinja. Ok, xin mời các bạn. Hình ảnh các bạn đang được nhìn đây là hình ảnh của cái khu vực phía ngoài của khu vực cổng đền, cái khu vực đền Torikyo Jinja. Và các bạn nhìn thấy cái cổng phía bên ngoài như một đền trình trình diện với thần linh để chuẩn bị chúng ta vào tham quan trong chính điện của khu vực ngôi đền. Và bắt đầu vào cửa thì bao giờ cũng vậy, ở trong khu vực ngôi đền này thì có một khu vực dành riêng cho du khách, để du khách có thể gột rửa tất cả những bụi trần và có thể thanh sạch, cũng như là khu vực vào đến cái khu vực với phiến đá và nguồn nước giếng linh thiêng, đó là nguồn nước giếng thanh tịnh. Và các bạn nhìn thấy này, nguồn nước giếng thanh tịnh để gột rửa tất cả những bụi trần trong cuộc sống. Trước khi đến với thần linh thì họ sẽ phải gột rửa tất cả những bụi trần, những suy tư, những buồn phiền và tất cả những âu lo trong cuộc sống để đến với thần linh được sạch sẽ, được thanh tịnh và tâm hồn được thoải mái. Các bạn nhìn thấy không? Một trong những cái ngôi đền rất cổ kính từ thời xưa. Và kính thưa các bạn, đây là một trong những ngôi đền còn lưu giữ lại những dấu tích lịch sử, văn hóa, kỷ niệm của khu vực Tokyo. Và đây là một trong những cái lễ hội rất nổi tiếng ở trong khu vực Asakusa này. Và các bạn thấy không, những cái ngôi đèn lồng họ thiết kế nằm ở dưới hai hành lang của khu vực cửa vào của ngôi đền chính ở trong khu vực ngôi đền Torikoen Jinja. Đây là cái khu nguồn nước giếng thanh tịnh, để mỗi khi du khách muốn vào trong với thần linh thì họ sẽ rửa tay ở tại khu vực này. Các bạn này, rửa tay súc miệng tại khu vực nguồn nước giếng thanh tịnh ở trong khu vực ngôi đền Torikoen Jinja. Đó, các bạn thấy không? Ở trong khu vực ngôi đền này thì trước khi vào trong chính diện thì là họ sẽ có một cái bảng điện tử để giới thiệu đôi nét sơ qua về khu vực ngôi đền, cũng như cái bản đồ sơ đồ của khu vực cái quận mà có ngôi đền ở tại khu vực ngôi cái quận này. À, các bạn thấy không? Đó, rất là tuyệt vời. Ok, chúng ta sẽ nhìn tham quan vào chính diện ngôi đền nhé. Đi qua khu vực đền trình phía ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái khu bên phải là một cái tòa nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Đây là tòa nhà dành cho những người họ ở đây để trông giữ ngôi đền, và những cái người mà ban quản lý của ngôi đền này. Và khi đi qua cái ngôi đền chính diện thì chúng ta sẽ đi qua cái khu vực mà những người họ lưu giữ, thì họ đến với một cái ngôi đền chính diện của ngay chúng ta luôn. Đấy, các bạn thì các bạn này, các bạn nhìn thấy ngay cái ngôi đền chính diện của chúng ta, rất là đẹp. Ngôi đền xây dựng theo phong cách kiến trúc từ ngày xưa để lại từ thời Mạc phủ. Đấy, các bạn thấy không, Tokugawa, những cái Mạc phủ, những cái kiểu mái vòm kiến trúc xây dựng rất là tuyệt vời. Và một trong những cái nét văn hóa xây dựng những đền Jinja nổi tiếng của Nhật Bản, các bạn thấy không? Ok, chúng ta sẽ tham quan và tìm hiểu cũng như là sơ lược qua cái khu vực ngôi đền này. Thì ở trước cửa của hai ngôi đền thì các bạn nhìn thấy hai con nghê đá. Đó, các bạn thấy không? Hai con nghê đá như một hai vị thần bảo vệ chính diện của ngôi đền. Và ở phía bên
trước cửa của ngôi đền thì một bên là có hai quả trống, trống rất to. Có một cái trống rất to ở bên tay trái, và ở chính diện của hai ngôi đền chính diện thì có hai cái khánh, hai cái vạc, như gọi là hai vạc dầu các bạn ạ, hai vạc dầu hai bên. Và ở Nhật Bản thì nổi tiếng là những cái bình rượu sake được thiết kế và họ trưng cất ở trong những cái hộp bằng gỗ, và bao bọc bên ngoài là những cái bao bọc bằng cói, các bạn thấy không? Cái trống kia thì sẽ được phục vụ cho cái ngày lễ hội của ngôi đền Torikoen Jinja này vào ngày 9 tháng 6 vào ngày Chủ nhật. Và các bạn thấy không? Cái kiến trúc xây dựng ngôi đền này là cũng giống như tất cả các kiến trúc xây dựng ngôi đền khác ở trên khu đất nước Nhật Bản này, với kiến trúc ngôi đền Jinja rất cổ kính. Ngôi đền này thì được kiến trúc xây dựng bằng gỗ các bạn ạ, bằng gỗ. Ở phía chính dưới của cái ngôi đền này có một cái hộp bằng gỗ, ba bốn góc thì được các bạn được ép bằng những miếng đồng rất là sáng, và đó là một cái hòm để những kiểu khách khi mà vào cúng đền thần thì là có thể cho tiền vào đó. Đấy là một trong những cái nét văn hóa riêng của người Nhật. Kính thưa các bạn, thì ngôi đền Torikoen Jinja là một trong những ngôi đền lịch sử về thờ thần đạo các bạn nhé. Được biết đến với liên đại, các bạn, liên đại 1.300 năm đối với sự kiện quan trọng của Torikoen Matsuri. Ngôi đền này có rất nhiều những du khách cũng như là nhiều người đến đây để tổ chức lễ hội cùng với những người sống xung quanh ở tại khu vực ngôi đền Torikoen Jinja này. Kính thưa các bạn, thì ngôi đền này còn vẹn trong cái khuôn viên rất rộng lớn từ ngày xưa, nhưng hiện tại bây giờ thì khuôn viên rất là nhỏ. Thế nhưng mà biết đến với bề dày lịch sử là 1.300 năm trước đây, và có mối liên hệ với một thành viên nổi tiếng của dòng dõi hoàng gia cổ xưa Nhật Bản. Điểm thu hút chính của khu vực ngôi đền này là Torikoen Matsuri, một trong những cái lễ hội ở thành phố Tokyo rất nổi tiếng, hàng năm được tổ chức vào ngày 9 tháng 6 hàng năm vào ngày Chủ nhật. Và đền thờ là nơi an nghỉ cuối cùng của một nhà lãnh đạo huyền thoại Yamato Takeru no Mikoto, một cựu hoàng và nhà cai trị ở Nhật Bản. Những câu chuyện kể về Yamato Takeru no Mikoto đã được kể trong nhiều thế kỷ, và trong thời gian gần đây đã truyền cảm hứng cho nhiều chương trình và các câu chuyện, cũng như là những cái bộ phim về anime rất nổi tiếng ở tại Nhật Bản này. Là một trong những ngôi đền nhỏ hơn ở khu vực Tokyo, Torikoen Jinja ít đông đúc hơn những ngôi đền khác và mang đến trải nghiệm và yên bình. Đây các bạn thấy không? Rất là yên bình. Và ngày bình thường thì rất là yên bình, và ngày hôm nay tôi đến đây cũng rất là yên bình. Du khách cũng rất là ít thôi, thế nhưng mà nó mang lại những cái vẻ yên bình cho cái khu vực ngôi đền này. Nhưng mà đến vào ngày lễ hội thì cực kỳ đông các bạn nhé, cực kỳ đông các bạn ạ, đấy, cực kỳ đông. Kính thưa các bạn, thì là một trong những ngôi đền nhỏ ở khu vực Tokyo, thì chúng ta biết đến đây với những đám đông người nổi tiếng và đông đúc vào những ngày dịp lễ hội ở tại khu vực ngôi đền Torikoen Jinja. Và với tiếng Nhật thì tên là Torikoen Matsuri, đó là lễ hội ở khu vực cái ngôi đền này. Và sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, với ngày 9 tháng 6 trong lễ hội. Một ngôi đền di động nhỏ sẽ được người dân khênh lên. Cái ước lượng của khu vực ngôi đền nhỏ đó thì người ta sẽ cùng nhau, những chàng trai khỏe mạnh ở tại khu vực xung quanh đây, hoặc là những cái chàng trai ở khu vực xung quanh Tokyo, họ đến đây để cùng nhau sẽ các cái kiệu của ngôi đền cổ kính đó rảo qua các phố phường ở tại khu vực Asakusa này, để cho những người dân đến tham quan cũng như là đến để cùng tổ chức cái lễ hội này rất đông rất lớn ở tại khu vực Asakusa Bashi này. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và tìm hiểu khu vực khuôn viên của ngôi đền nhé, và chúng ta sẽ đi vào phía trong để xem là ngôi đền chúng ta họ còn lưu giữ những cái gì, sản phẩm gì, hiện vật gì còn lại của ngày xưa khi mà ngôi đền còn lưu giữ ở tại đây. Và xin mời các bạn, chúng ta sẽ đi vào phía trong đằng sau khu vực ngôi đền.
Ngày hôm nay tôi đến đây là cũng chuẩn bị đến ngày tổ chức và ngày lễ hội của khu vực ngôi đền Torikoen Jinja này, cho nên là có rất nhiều những cái người ban quản lý họ đang bắt đầu chuẩn bị những dụng cụ cũng như là chuẩn bị trang hoàng cho phía ngôi đền để chuẩn bị cho Matsuri. Các bạn thấy không? Matsuri. Đây là những cái điện lưu giữ những cái khánh nhỏ ở trong khu vực ngôi đền. Các bạn thấy không? Ngôi đền Torikoen Jinja rất cổ kính. Rất cổ kính. Đấy, cái điện trung tâm thì là rất là cao các bạn nhé. Điện trung tâm rất cao, chia thành hai tầng chính ở phía trên. Ở trên có cái tầng tầng áp chót ở phía trên, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Phong cách xây dựng vua chúa ngày xưa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cổ kính với một niên đại hơn 1.300 năm, các bạn thấy không? Cực kỳ là nổi tiếng ở khu vực Tokyo này. Ngôi đền Jinja, Torikoen Jinja. Ai mà chúng ta có dịp đến Nhật Bản hay ai sống ở xung quanh Nhật Bản có thể đến đây tham quan và du lịch nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không, cái điện này là một trong những cái đền thờ mà họ mô phỏng lại cái điện chính trung tâm mà trong tất cả các kiệu được rước trong cái lễ hội của khu vực đền Torikoen Jinja. Vào buổi tối hôm đó họ sẽ rước cái kiệu giống như thế này và thiết kế bằng gỗ. Đó, các chàng trai rất khỏe mạnh đến đây để sẽ vác cái kiệu này đi dọc qua các phố ở trong khu vực Torikoen Jinja này với niên đại là 1.300 năm đó, các bạn không thấy không, rất cổ kính các bạn ạ, rất cổ kính. Rất cổ kính với cái ngôi đền Torikoen Jinja này. Chúng ta sẽ đi một vòng nha các bạn nhé, một vòng để tham quan cái ngôi đền này. Ai có dịp là chúng ta đến tham quan thì các bạn nhớ đến với Torikoen Jinja. Kính thưa các bạn, thì đền Torikoen Jinja được xây dựng từ ngày xưa nhưng mà trải qua các thời gian lịch sử cũng như những cái sóng gió của đất nước Nhật Bản này, ví dụ như là trận động đất rất lớn ở tại khu vực vùng Kanto vào năm 1923, thì ngôi đền đã được tu bổ và tu sửa lại, được xây dựng bằng gỗ, và sau Thế chiến thứ hai thì cũng vậy, được bị tàn phá rất nhiều, cho nên là ngôi đền lại tiếp tục được tu sửa và xây dựng lại mới và vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Và các bạn đang nhìn đây, đó là hình ảnh năm sau này xây dựng lại, nhưng mà ngôi đền được xây dựng bản chất từ ngày xưa thì trải qua cái thời gian lịch sử không còn nữa, và các bạn nhìn thấy một cái diện mạo rất hoàn toàn tuyệt vời với văn hóa Nhật Bản cổ kính và xây dựng lại ở khu vực này. Thế nhưng các bạn, thì cái đền Jinja này, Torikoen Jinja Matsuri, cái lễ hội của Nhật Bản, thì đây các bạn, lễ hội các bạn này, họ sẽ rước kiệu như này các bạn nhé, họ rước kiệu như này các bạn này. Đây là hình ảnh của cái bức tranh mà ở trong ngôi đền họ có trưng bày đến cho khách hàng, cho du khách có thể nhìn chiêm ngắm cái lễ hội này với những cái kiệu có con đại bàng ở phía trên, đại bàng con phượng hoàng gì đó rất là tuyệt vời, tượng trưng cho hoàng thân hoàng đế ấy. Và một cái kiệu được thiết kế giống y gì những cái cung như cái điện chính của ngôi đền, các bạn thấy không, rất đông các chàng trai khênh cái kiệu này, rất cực kỳ đông. Họ ước lượng cái kiệu này lớn nặng tới 4 tấn các bạn ạ. Ôi dồi ôi, rất nặng. Nhưng mà những chàng trai to khỏe nhất của Nhật Bản ở khu vực này họ khiêng cái kiệu này. Các bạn nhìn thấy không? Những cái văn hóa rước kiệu ở tại khu vực ngôi đền Torikoen Jinja. Họ được chụp ảnh và lưu lại cho khách hàng và cho khách du lịch, cũng như là du khách đến đây tham quan cái khu vực ngôi đền này được nhìn thấy cái sự kiện lễ hội ở tại khu vực Torikoen Jinja vào ngày 9 tháng 6 hàng năm các bạn nhé, vào ngày Chủ nhật. Đấy, các bạn thấy vào ngày 9 tháng 6 hàng năm, thì trong năm nay thì vào ngày 9 tháng 6 hàng năm thì chuẩn bị tới rồi. Ngày hôm nay tôi đến đây thì là vào ngày tháng 6 vào ngày đầu của tháng 6, thì các bạn có thể chúng ta đến đây tham quan vào ngày 9 tháng 6 các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không, những cái nét văn hóa đặc trưng của người Nhật Bản họ xây dựng lên ngôi đền Torikoen Jinja này, và cũng như những cái nét văn hóa của cái khu vực vùng miền ở Asakusa này. Các bạn thấy ngôi đền rất là cổ kính.
tại sao người ta lại xây dựng những cái cột, những cái cửa họ xếp liền với nhau, và cái cửa đó bao giờ cũng thế, được làm bằng loại gỗ và được sơn son tiếp vàng, sơn son màu đỏ, các bạn thấy không? Đó, họ ý nghĩa rằng là khi mà đến thần linh thì phải bước qua rất nhiều cửa, và cái cửa này cũng có rất nhiều những cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như là một người khi đến đây, đến với cái ngôi đền này và quyên góp cũng như là ủng hộ công đức vào ngôi đền này một số tiền rất là nhiều, thì họ sẽ làm một cái cột như thế để dựng lên, ghi tên, ghi năm và làm thành một cái cột để dựng ở đó như tưởng nhớ đến cái người có công ủng hộ để cho việc mà tu bổ, tu sửa về cái khu vực ngôi đền này một cách lớn lao. Và cũng có một ý nghĩa rằng là khi đến với thần linh thì sẽ bước qua rất nhiều cửa để có thể gặp được với thần linh trong khu vực ngôi đền. Đây là một trong những cái ngôi đền Jinja thờ thần đạo các bạn nhé, rất là tuyệt vời. Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 6 hàng năm. Nếu như mà ai có ở Nhật Bản, các bạn có gần khu vực này, chúng ta đến tham quan ngôi đền này nhé, ngôi đền Torikoen Jinja ở tại khu vực Asakusabashi. Một lần nữa chúng ta sẽ quay vào trong để nhìn lại và chiêm ngẫm lại toàn bộ cái khung cảnh của khu vực ngôi đền chính diện ở tại khu vực ngôi đền Torikoen Jinja này. Các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn rõ chưa? Và đây là cũng là một trong những hình ảnh cuối cùng chúng ta được nhìn thấy và chiêm ngắm cái ngôi đền Torikoen Jinja này. Rất là mong cũng như là gửi đến các bạn những hình ảnh thật là tuyệt đẹp về cái văn hóa thờ cúng các vị thần đạo ở tại khu vực Nhật Bản, Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói chung, đến với tất cả mọi người chúng ta được chiêm ngắm cũng như là hình dung được cái nét văn hóa thờ cúng ở tại khu vực Nhật Bản này. Một lần nữa kính chúc các bạn những sức khỏe, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái video tiếp theo nói về các địa điểm văn hóa về du lịch ở tại khu vực Tokyo này nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và may mắn, hạnh phúc. Gặp lại các bạn vào một cái video tiếp theo, đến với các đền tiếp theo, đến với những điểm du lịch nổi tiếng tiếp theo ở tại khu vực Tokyo. Thân ái cảm ơn các bạn và rất mong các bạn ủng hộ và chia sẻ cái video này cho mọi người chúng ta có thể xem được và cũng như là tìm hiểu được về văn hóa Nhật Bản ở tại khu vực Tokyo. Thân ái cảm ơn các bạn và chào các bạn.